Em xin kính chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay thì bên em tiếp tục thi công cái công trình mái ngói cho nhà anh Tài tại Ngũ Lão, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Đây là cái công trình phía xa xa kia, là công trình của bên em này. Đấy thì hôm nay thì bên em đã dựng xong cái phần khung xương và bắt đầu tiến hành đưa ngói lên, và dự kiến sẽ là trong 2 ngày nữa thì xong cái công trình này. Hôm nay thì em sẽ làm một cái video nữa. Thay vì cái việc khoe công trình thì em sẽ chia sẻ với mọi người một cái kiến thức nó có thể giúp ích cho quý vị trong cái quá trình cho cái công trình của nhà quý vị có những công trình tương tự. Đó là cái vấn đề tính cái số ngói cần phải mua khi làm một cái công trình mái nhật bất kỳ. Vâng, thưa quý vị, một cái vấn đề mà cũng rất là nhiều người quan tâm, đó là cái số lượng ngói chúng ta cần phải mua là bao nhiêu mét hoặc là bao nhiêu viên để lắp cho công trình của mình. Tất nhiên là đất, đối với những cái công trình mà do công ty xây lắp Vina bên em thực hiện thì cái công việc này là do bên em đã tính toán ở trên máy tính, trên phần mềm một cách rất là tỉ mỉ và chính xác để báo cho các bác chủ nhà đặt mua ngói. Kể cả trong trường hợp mà có không được trả lại cho nhà cung cấp đi chăng nữa thì bên em cũng tính rất là sát với lại thực tế. Thế còn đối với những cái bác ở xa hoặc là những người ở xa muốn tham khảo thì em cũng xin chia sẻ như sau. Hôm trước em đã chia sẻ một cái video liên quan đến cái phần tính diện tích mái dốc theo cái diện tích mặt sàn. Thì cái công trình này của bên em có diện tích mặt sàn là 120m. Chúng ta sẽ nhân với hệ số 1,3 để được diện tích mái dốc là sẽ bằng 156m mái dốc của cái công trình này. Đó, nhưng mà tuy nhiên đó là cái diện tích sau khi hoàn thiện, chúng ta chưa tính đến cái phần ngói nó phải cắt đi này, hoặc là những cái viên ngói nó vỡ tự nhiên, hao hụt. Thế thì chúng ta trong thực tế bên em đã làm rất là nhiều công trình và bên em đưa tiếp cho mọi người một cái hệ số để chúng ta tính cái phần chi phí hao cắt do cắt góc này cũng như là phần vỡ tự nhiên. Đó là mọi người nhân với cho em cái hệ số 1,2 nữa. 1,2 cho đến 1,25 đối với những công trình cắt nhiều thì chúng ta nhân với 1,25, còn những công trình cắt ít sảnh thì chúng ta nhân với 1,2. Thì chúng ta sẽ ra là 156 này. Nhưng đối với công trình này là em đánh giá nó là một công trình cắt ít nhé, thì chúng ta nhân với hệ số 1,2. Chúng ta cần phải mua là 187 mét vuông ngói. 187 chúng ta làm tròn thành 190 mét đi. Đấy là đối với công trình cắt ít. Đối với những cái công trình mà nó nhiều sảnh thò, sảnh thụt, chia rất là nhiều mái nên thì khi mà cái bản thiết kế đưa ra thì nó cắt nhiều ấy, nhiều đường cắt ấy, chúng ta phải nhân với hệ số 1,25, thậm chí là lên đến 1,3. Và đối với cái dòng ngói trắng men này hiện tại là phổ biến nhất là dòng 9 viên 1 mét. Thế nếu mà người ta muốn báo theo viên thì chúng ta có 190 mét nhân với 9 là chúng ta cần mua 1710 viên. Đấy, hoặc là 1700 viên là sẽ đủ. Còn dòng ngói đất chẳng hạn 22 viên 1 mét thì chúng ta lấy 190 mà nhân với 22 là bằng 4180 viên. Đó, còn bò với nóc thì chúng ta phải mua theo cái số đo của cái độ dốc của cái những cái đường bò đường ấy cộng gộp tất cả lại. Đối với dòng trắng men này thì bò với nóc nó là một loại nên chúng ta cứ lấy gọi chung là chúng ta lấy nóc. Chúng ta đo theo các cái đường nóc ở trên bản vẽ dài bao nhiêu cộng gộp với lại để tính. Đấy là cái cách tính cái số mét vuông ngói hoặc là số viên ngói cần dùng để lập cái công trình này. Một cái công trình mái nhật của nhà chúng ta. Cái video hôm nay của em nó chỉ chia sẻ một cái vấn đề đơn giản như vậy thôi. Thế còn những cái ngói phụ kiện như là ngói bò, ngói nóc này, hoặc là ngói rìa thì tùy theo công trình chúng ta đo theo cái đường xối. Các cái đường xối chúng ta đo cộng tổng các cái đường xối lại thì chúng ta có đặt ra được cái thông số đó. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em hôm nay và em xin kết thúc cái video ở đây. Nếu quý vị có nhu cầu thi công mái ngói thì xin liên hệ với công ty cổ phần phát triển thép Vina bên em qua số hotline là 0904 254 234. Bên em sẽ qua đo đạc, thiết kế, báo giá, tư vấn và làm sao để đưa ra được một cái phương án thi công cho quý vị một cái công trình nó hoàn hảo nhất. Rất là mong sẽ nhận được sự ủng hộ của quý khách. Em xin chân thành cảm ơn.